chúng tôi có nhận được một cái chia sẻ cũng muốn gửi đến bác sĩ một cái nội dung mà bệnh nhân có viết như thế này: không hiểu sao mình lại kém may mắn trong chuyện có con cái như vậy. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng con bồng con bế lại thấy tủi thân. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng hay căng thẳng hục hặc với nhau, bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng rất buồn bã. Tâm sự này là của một bạn gái ở tại khu vực Hà Nội, và bạn gái này tên là Linh, 32 tuổi. Chắc hẳn cái nỗi lòng này cũng là nỗi lòng của rất nhiều chị em bị tắc vòi trứng, ống dẫn trứng trong cái hành trình điều trị hiếm muộn. Điều đau lòng là những cái tâm sự này không hiếm gặp trong cái xã hội hiện nay, và khi tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam thì đang nhanh chóng ngày một tăng, cũng như đặc biệt là nằm ở các vợ chồng trẻ. Vậy thưa bác sĩ thì cũng đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng rất nhiều nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn và tắc vòi trứng, ống dẫn trứng là một trong những cái thủ phạm đầu tiên. Vậy thưa bác sĩ có thể cho khán giả biết là khái quát tắc vòi trứng là như thế nào không ạ? Các bạn phải biết rằng là vòi trứng là cái gì và cái chức năng của vòi trứng là làm gì. Vòi trứng người ta còn gọi là ống dẫn trứng, nối từ buồng tử cung đi ra, và cái vòi trứng nó làm nhiệm vụ là nó dẫn trứng, mà dẫn trứng và tinh trùng gặp nhau. Khi tinh trùng vào trong tử cung, khi quan hệ và âm đạo nó vào tử cung của người phụ nữ, nó phải đi ra cái ống dẫn trứng đấy. Vậy cái ống dẫn trứng đấy phải thông và phải di động thật tốt. Cái ống dẫn trứng đấy làm nhiệm vụ hứng lấy quả trứng. Khi quả trứng nằm trong ổ bụng của mình, ở trong buồng trứng, phóng loãng ra, thì cái vòi trứng làm nhiệm vụ hứng cái quả trứng, đưa vào trong vòi trứng để cho trứng và tinh trùng gặp nhau. Và cái vòi trứng là cái nơi mà trứng và tinh trùng được thụ tinh với nhau thành cái phôi. Sau đó cái phôi đó di chuyển ở trong vòi trứng vào làm tổ ở trong buồng tử cung. Vậy chức năng của cái vòi trứng, hay còn gọi là ống dẫn trứng, là dẫn cho tinh trùng và trứng gặp nhau, và là nơi để cho trứng và tinh trùng thụ tinh. Tắc vòi trứng có nghĩa là nó không làm được cái chức năng đấy nữa. Tức là tinh trùng vào không gặp được trứng, cái vòi trứng đấy không dẫn được tinh trùng và trứng gặp nhau nữa, thì vậy thì nó không thụ tinh ở đâu được cả. Bệnh nhân không thể có thai. Thế thì đây cũng là một trong các nguyên nhân rất phổ biến trong quá trình khám vô sinh hiếm muộn của chúng tôi.